Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ tôi kết thúc cái công việc buổi chiều hôm nay và tôi quay lại làm cái clip để nhận định về thị trường phiên giao dịch hôm nay. Nó hơi muộn một chút nhưng không sao, chúng ta vẫn đủ thời gian để nhận định thị trường cho cái phiên ngày mai. Thì cái cây nến ngày hôm nay cơ bản là nó chỉ hơi có rút chân một tí thôi, nhưng nó là cây nến rất xấu. Và cái phiên hôm nay là một cái phiên bán tháo. Đấy. Và nhìn cái cây nến hôm nay ấy, và nhìn cái tín hiệu của thị trường thì chúng ta có một số nhận xét như sau này. Cái khối ngoại hôm nay bán rất nhiều. Đấy. Trị giá bán là 2.374 tỷ. Đấy, gần 2.400 tỷ. Và cái khối lượng mua của khối ngoại là gần 1.000 tỷ, 990 tỷ. Có nghĩa là chênh lệch mua bán là khoảng 1.383 tỷ. Đấy, có nghĩa là khối ngoại rút tiền rút khoảng hơn 1.000 tỷ, 1.400 tỷ ra khỏi thị trường. Còn cái khối tự doanh ấy thì rút ra khỏi thị trường khoảng hơn 200 tỷ. Đấy, 211 tỷ ra khỏi thị trường. Đấy là những cái thông tin mà tôi có thể chia sẻ với các bạn trong cái ngày hôm nay. Và các bạn có thể xem qua cái thông số là cái cổ phiếu mà bị khối ngoại bán nhiều nhất ấy là VHM và DIG. Đấy, ngoài ra có Techcombank này, CTG, SCR, VB Bank, SSI, rồi KBC, vân vân. Có rất nhiều cổ phiếu bị bán tháo. Bán tháo đấy, bán tháo quyết liệt và bán tháo mạnh mẽ đấy. Thì đấy, tuy nhiên ấy là hình như là cái nhóm đấy, cái nhóm thép nó lại có tín hiệu tích cực, thì không hiểu ngày mai nếu như thị trường không được nâng đỡ thì nhóm thép có mạnh mẽ được hay không thì không hiểu. Nhưng đấy, chúng ta nhìn thấy là khối ngoại và khối tự doanh ngày hôm nay là người ta bán ra rất là mạnh. Chúng ta để hiểu rõ thì chúng ta nhìn cái cây nến 5 phút này. Đấy, khối lượng bán mạnh nhất là cái lúc 9:20, đúng không? Còn sau đó thì giải rác bán theo kiểu là dập dình. Đấy, nhưng mà cái đoạn này là lực đỡ nó tốt, đến đoạn này thì lực đỡ mọi người phát hiện ra xấu nên mọi người không đỡ, nên là nó bị tụt xuống thôi. Nó tụt xuống, đúng không? Nó tụt xuống mà không đỡ được lên. Đấy. Và tình hình là thị trường chung giảm gần 8 điểm, 7,87 điểm, 0,57%. Về cơ bản thì nó chưa giảm quá, chưa giảm khoảng 2% trở lên ấy thì cũng không phải là đáng ngại đâu. Nhưng ở đây này, nó có hai cái điều đáng ngại. Một là nó chạm vào cái kháng cự. Đấy, chạm vào cái kháng cự. Và nếu như nó không phá được cái kháng cự này này thì có nghĩa nói là cái điểm này là điểm đỉnh dài hạn đấy. Và cái đỉnh này dài hạn đấy là nó sẽ không phá được ở trong vài tháng tới đâu, mà nó phải tính hàng vài năm. Đấy, hàng năm, vài năm, thậm chí có khi phải hàng chục năm sau nó mới phá được cái đỉnh này. Đấy, nếu như nhá, các cây nến sau của những cái phiên sau ấy mà nó sập xuống, đấy, thị trường nó chuyển sang thị trường gấu, thì cái đỉnh này nó sẽ trở thành cái đỉnh dài hạn. Và cái đỉnh dài hạn này nhanh nhất thì cũng phải 3 năm nó mới phá được. Đấy là cái nhận định của tôi. Tuy nhiên ấy, là chúng ta vẫn còn một cái ngưỡng đỡ nữa là cái điểm, cái vị trí này là cái hỗ trợ. Đấy, là cái mốc 1.310 là cái hỗ trợ 1.310-1.315 đấy. Đấy, có thể tính là 1.315 là cái hỗ trợ gần nhất. Đấy. Và các tín hiệu khác ấy thì chưa xấu đâu, chưa xấu. Cái xu hướng tăng thì vẫn đang giữ xu hướng tăng. Nó chỉ xấu nhất là nó chạm cái cản này thôi, chạm cản và tạo ra cái cây nến xấu. Đấy. Cây nến xấu thì để an toàn thì như tôi nói đấy, là nếu như bạn nào đã giảm tỷ trọng rồi thì ngày mai không lo gì cả, ngày mai không phải là phiên bán nhé. Ngày mai trừ khi ngày mai nó sập mạnh thì mới bán thôi. Còn ngày mai là chờ tín hiệu, chờ đợi của ngày mai xem tình hình thế nào. Đấy. Nhưng cái cây nến này xấu như này ấy, là có lẽ ngày mai là sẽ bị bán tháo đấy, nên các bạn phải chuẩn bị tinh thần. Có lẽ thôi.
nha. Đấy, các bạn phải chuẩn bị tinh thần và để ứng phó. Về 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 cái phương phương hướng ở cái giai đoạn này ấy, thì những cổ phiếu mà các bạn xác định dài hạn được ấy thì không sao, và cái nhóm cổ phiếu chứng khoán ấy thì tôi nghĩ là chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nhóm cổ phiếu về về vận vận tải xếp dỡ này đấy, vận tải thủy đấy, xếp dỡ và kho bãi cảng biển, tôi nghĩ là vẫn vẫn được hưởng lợi. Cho nên giai đoạn này kể cả thị trường sập xuống thì có thể là sẽ có những cổ phiếu nó đi ngược thị trường, sẽ có những cổ phiếu đi ngược thị trường nằm trong cái nhóm đấy, chứng khoán này, vận xếp dỡ này, rồi kho bãi này, và đấy, vận tải thủy và cảng biển. Đấy là những cái thứ mà các bạn nên lưu ý. Các bạn có thể chọn lọc những cái cổ phiếu tốt nhất ở trong cái nhóm đấy để mua. Đấy. Còn nên đứng ở ngoài quan sát cái VN30 này. Đấy, phiên sáng nó vẫn xanh đấy, đến chiều thì nó mới bị áp lực lớn. Nhưng lúc sáng là lực đỡ của F0 rất là áp, F0 đấy với những cái đội tiền chờ mãi đến 11 giờ này mới bị sập này. Đấy, các bạn hình dung thế. Dòng tiền rất là lớn nhưng mà đến đến mãi 11 giờ này người ta phát hiện ra là không đỡ được. Lý do ấy là người ta phát hiện ra là cả khối ngoại bán và tự doanh bán. Thông thường các cái buổi trước ấy thì một là khối ngoại bán thì tự doanh lại mua, hai là tự doanh bán ấy thì khối ngoại lại mua, nhưng cái phiên hôm nay là cả khối ngoại và tự doanh thi nhau bán. Đấy là một cái phiên xấu nhé. Tiếp theo này, chúng ta xem cái VN30 thì chúng ta thấy được là cái sắc đỏ bao trùm cái VN30, nó chỉ có vài cổ phiếu xanh thôi. Đấy, trong đó thì vẫn có những cái tên ngân hàng Tiên Phong Bank này, MBB này, rồi VCB, ba cái ngân hàng đấy. HD Bank thì vàng thôi nha. Tôi chưa bao giờ tôi kiểm tra cái thằng VietJet Air này, tôi chưa bao giờ tôi xem, để tôi xem cái thằng VietJet Air. Thằng VietJet Air này là kinh đấy nhá. Hơi bị căng thẳng. Đây không phải giá của nó đâu nhá, nên là tôi cho cái này về không đi cho nó, cho các bạn. Không phải giá mà các bạn lại nhìn. Các bạn hình dung ra ấy là cái thằng VietJet Air này này là nó báo lãi như này thôi, nhưng cơ bản đây là nó không có tiền đâu. Đấy, nó không có tiền, nó lỗ đấy. Tiền mặt của nó không có, nó chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, báo lãi luôn. Nó dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 6.300 6.400 tỷ. Làm gì có tiền. Đấy các bạn hình dung thế. Đấy, nhưng cái ưu điểm của thằng VietJet này là nó không nợ mấy, nó nợ vừa phải thôi, nên cũng không đáng ngại. Thì xem cái thằng hàng không HVN này. Đấy, cái thằng HVN này nó còn đỡ âm hơn, chứng tỏ là cái báo cáo tài chính của cái thằng VietJet Air là các con số này làm rất bậy nhá. Cái thằng này lưu chuyển tiền tệ của nó âm có 2.700 tỷ thôi. Thằng VietJet kia âm 6.000 tỷ lấy đâu ra tiền, 7.000 tỷ lấy đâu ra tiền. Đấy, các bạn hình dung ra thế. Không có tiền nhá. Cái con số này chắc là do nó ấy quá, nó to quá. Đấy, nó to quá. Đấy, các bạn hình dung thế. Nhưng cái thằng hàng không này là nó đang nợ đầm đìa này. Nó nợ gấp 30 lần, gấp 30 lần vốn chủ sở hữu. Đấy, các bạn hình dung như thế. Nên là cái nguy cơ vỡ nợ của thằng hàng không này rất lớn. Đấy, nợ gấp 30 lần vốn chủ sở hữu. Bạn hình dung nha, đấy con số kinh khủng không? Nợ gấp 30 lần vốn chủ sở hữu. Nó làm gì còn giá trị mà định? Đấy, giá trị của nó làm gì còn mà định? Nợ gấp 30 lần vốn chủ sở hữu, các bạn hình dung thế, 30 lần. Nó bán hết tất cả thì cũng không đủ thanh toán nợ. Chưa chắc đủ thanh toán nợ. Nha. Đấy giá trị sổ sách của nó về gần bằng không. Và tôi đánh giá giá trị sổ sách của nó chỉ như thế này thôi. Đấy, âm 5.600 đồng một cổ phiếu.
Đấy, các bạn hình dung như thế nha. Nhưng cái báo cáo của thằng hàng không này này trong sạch hơn kia báo cáo thằng Vietjet Air này, báo cáo lão nha, báo cáo tài chính con số này của nó là con số lão đấy, các bạn hình dung thế. Và chúng ta khi mà chúng ta thấy các con số của chúng ta nó ấy rồi là chúng ta đánh giá được, là đánh giá được, nó biết ngay được. Còn cái giá của nó vẫn có thể ở trên trời là bình thường, nó tiền nó trong đấy nó làm sao nó giảm nhanh được, làm sao nó ấy được, nó chả kẹt đúng không? Đấy nhá, thì cơ bản về thị trường là hôm nay là phiên hôm nay là xấu, bọn chúng ta phải chờ đợi. Và để tôi chạy chương trình để cho các bạn hình dung ra phiên hôm nay bán mạnh nhỉ, úi rồi sập mạnh, tôi cứ mong phiên hôm nó sập nữa đi, nó sập xuống 80. Thằng Vinhome nó mà sập xuống ấy là nó kéo cả chỉ số xuống, riêng cái thằng Vinhome này cái ấy của nó rất là lớn. À, bây giờ tôi sẽ chạy chương trình nhá. Đây, những cổ phiếu mà có dòng tiền lớn này. Đợt này giá dầu có lẽ là sẽ giảm xuống đấy, nên là các bạn cổ phiếu dầu là cũng phải cảnh giác nhá. Tôi thì tôi lâu nay tôi không quan tâm đến giá dầu. Xem cái thằng HPG thì vẫn tích cực nha. SHP, LB Bank thì hôm nay có phiên mua này. Đấy, tích cực. HSG hôm nay cũng là cây mua này. STB, VND, VND hôm nay cây bán mạnh quá. MBB, FIT, DIG, DG hôm nay cũng xả mạnh quá. Đấy, nước ngoài xả DG nhiều nhá. Techcombank, PVS thì hôm nay tích cực. NKG thì vẫn tích cực nhá. SSI, HQC, FLC, TCG, DLG, SCR thì có lẽ là đang đang xả chăng? VP Bank, BSR, SHS và cuối cùng là VHM. Đấy, chúng ta có 22 cổ phiếu có dòng tiền mạnh nha, là xả mạnh đấy. 22 cổ phiếu. Tiếp theo này chúng ta sẽ xem những cổ phiếu tăng giá mạnh ngày hôm nay. DCL tăng mạnh. NKG, EVS tất nhiên rồi, EVS tăng rất mạnh. HMC, VSH, VGS, DQC, PHC, SGT, TGG, AAV, DBT, EVE, APG. Con APG này nó có lái đấy, nó tăng mạnh không? AMV. NSH, TNS, OGC, JVC, BVG và VE9. Đấy. Đấy là 21 cổ phiếu tăng mạnh nhất ngày hôm nay. Và cuối cùng thì để lựa chọn cổ phiếu mua và bán thì các bạn cần phải xem xét kỹ. Còn để lướt sóng ấy thì các bạn chỉ nên chọn vài cổ phiếu thôi và mang tính chất đặt cược.
T cộng 3, ví dụ cổ phiếu này các bạn đặt cược ở đây T cộng 3 thì đang lãi rồi, ngày mai về bán có thể kiếm được lời rồi. Còn ngày mai về mà khối vẫn tăng mạnh thì các bạn có thể vẫn giữ tiếp, không cần phải bán. Đấy, ý nghĩa là như thế. Và tất cả những cổ phiếu này tôi đều cho ở trong các cái danh mục hàng ngày. Cái cổ phiếu này chắc chắn là đã có từ phiên hôm trước rồi nha. Đấy, chắc chắn là có cách đây từ 3 phiên rồi. Bạn nào mua được thì đấy, có từ buổi trưa cái hôm cách đây 3 phiên, có nghĩa là hôm thứ 6. Đấy, các bạn có thể kiểm tra bằng cách xem lại clip. Và trong danh mục của tôi vẫn nói là nó có khoảng 30%, tất nhiên là nó không chính xác, có phiên thì nó nhiều hơn, có phiên thì ít hơn. Nhưng mà khoảng 30% trung bình là nó tăng giá liên tục nhiều phiên, nhưng không phải ít đâu. Tối thiểu là 3-4 phiên, còn có những cổ phiếu là tăng gấp đôi. Đấy, có những cổ phiếu tăng gấp đôi nha. Đấy, và để quyết định mua và bán thì các bạn cần tìm hiểu rõ các thông tin và xác định điểm vào lệnh, điểm ra lệnh hợp lý để kiếm được lợi nhuận. Chúc các bạn đầu tư thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.